Vệ môi trường là trách nhiệm của mỗi công nhân. Tuy nhiên trong cuộc sống hàng ngày thì rất nhiều người đã và đang dần quên đi nghĩa vụ này, khiến cho môi trường của chúng ta bị ngập chìm trong rác thải. Rất nhiều những khẩu hiệu tuyên truyền trong nhiều năm qua dường như là chưa đủ mạnh để có thể đánh thức những tâm hồn còn đang ngủ quên trong bãi rác. Cho đến khi trào lưu dọn rác trên khắp thế giới được lan tỏa trên các trang mạng xã hội và người tiên phong trong trào lưu người nhặt rác tên tiếng Anh là Trash Packer tại Việt Nam là chị Giang Thị Kim Yến. Chị Yến đi đến đâu, sạch rác đến đó. Nhặt rác khắp nơi, công việc được xem như thói quen của chị Yến. Gần một năm qua, đi đến đâu thấy rác, chị đều dùng dụng cụ nhặt rác đến đó. Là một người làm việc văn phòng thích đi du lịch, thế nhưng dù trời nắng nóng, chị Yến và những người bạn vẫn ngày ngày dành chút thời gian góp công sức để hành động ý nghĩa. Mặc cho nhiều người nói chị làm chuyện không đâu. Từ ngoài nhà mình đi ra khỏi nhà cũng là cái dấu, cũng có một bước chân rồi, cứ một bước chân đi. Đó là mình nơi nào mình đi á, mình nên để lại cái môi trường đó sạch đẹp. Mình tốt nữa thì mình nhặt rác cho cái nơi mình đi qua. Từ khi mà mình yên nhặt rác riết rồi á, bị nghiện luôn. Bây giờ thích lắm, bây giờ thấy rác á, mà không nhặt cảm thấy nó khó chịu trong lòng. Chị Giang Thị Kim Yến có tên Facebook là Bình Yên, được các bạn trẻ biết đến là người đi tiên phong với trào lưu nhặt rác tại Việt Nam. Mở đầu cho hành trình này của chị và các bạn trẻ đồng hành là việc dọn sạch con suối ô nhiễm tại Bình Phước. Mỗi tháng, chị cùng những người bạn đi khoảng 2 đến 3 tỉnh thành để kêu gọi vận động mọi người yêu môi trường xung quanh mình bằng chính hành động nhặt rác. Bình Yên mong muốn là người ta lan tỏa cái điều này cho những người bạn của người ta, là chia sẻ là mình là người có ý thức nè, mình nhặt rác được nè, thì tại sao các bạn không thể nhặt rác? Chỉ một hành động cực kỳ nhỏ là nhặt rác của mình thôi cũng là rất tốt rồi. Thường thường khi người ta nghĩ rác thải thì họ nghĩ là chỉ là rác thôi, và mình làm được công việc đó chính là khi mà mình nói với các học sinh thì là cái việc xả rác hay cái việc nhặt rác nó không phải là việc của cơ quan nhà nước mà việc của các con, việc của ba mẹ, việc của mọi người. Cái này là cái bầu không khí của mọi người mà. Chỗ nào dơ, mình thấy trong cái khả năng của mình có thể là làm cho cái nơi đó sạch đẹp được, thì mình cứ hãy làm như vậy thôi. Mình làm được một chút thì mình sẽ giúp cái chỗ đó nó đẹp hơn. Chỉ chưa đến một năm, nhưng hành động của chị Yến đã lan tỏa gần 30 tỉnh thành trên cả nước với khoảng 1.000 tình nguyện viên tham gia nhặt rác ở mọi độ tuổi. Đằng sau những bức hình before after là thành quả của chị Yến và các Trash Packer Việt Nam, minh chứng cho một trào lưu sống ảo nhưng hiệu quả thật. Tối qua mùng 10